Xin chào các bạn. Thời điểm bây giờ tầm khoảng tháng 12 đúng không? Và các bạn chắc là đều rõ thời điểm này thì bắt đầu có Giáng sinh. Vậy thì Giáng sinh thì sao? Và sẽ phải sẽ nên mua tặng bạn gái một cái sản phẩm gì đấy. Và bây giờ thì mình đang đứng trước đồng hồ Hải Triều để mua tặng cho bạn gái một cái đồng hồ. Và hôm nay thử thách của chúng ta sẽ là mua đồng hồ khoảng 2 triệu đồng tặng bạn nữ. Let's go. Vâng, chào chị ạ. Hôm nay thì em đến đây để có thể tham khảo một cái mẫu đồng hồ cho bạn gái của em dịp Noel này. Mức giá tầm khoảng 2 triệu, chị có thể giúp em nhé. Ok. Ok, đây sẽ có những đồng hồ ở đây đúng không ạ? Thì để em xem ha. Em nghĩ rằng là em sẽ chọn cái mẫu này bởi vì nó khá là nhỏ gọn. Đây, chị lấy giúp em. Vâng. Rồi chắc là chị lấy cho em để em chọn thêm một vài cái nữa ha. Cũng là ở cái dãy này đúng không ạ? Dạ. Thì em sẽ thêm một cái nữa đây. Cái này có vẻ khá là cá tính. Dạ. À, vâng, đây. Đồng hồ này sẽ có cả hoa đào. Đúng không ta? Hoa hồng. Ok, thì xem thêm một mẫu nữa đi. Bởi vì em khá là kén. Đấy. Cái đồng hồ mặt đấy màu trắng ấy, em cân nhắc xem ba mẫu này thì cái nào nó hợp lý với em. Em nghĩ là vẫn là cái sự lựa chọn ban đầu, rất là cái sự nhỏ gọn như này. Nó em thích cái này và chắc là bạn gái em cũng thích. Vậy thì bây giờ mình đã lựa chọn được rồi thì chắc là sẽ quay trở về showroom để có thể nhìn rõ và review chi tiết về đồng hồ này nhá. Và khi đã về đến showroom thì mình đã có cơ hội để nhìn kỹ hơn về cái đồng hồ mình vừa mới mua cho bạn gái. Đó là nó theo một cái phong cách, theo mình nó là vintage. Một cái xu hướng mà chắc là cũng không còn quá lạ với những cái bạn nữ mà kiểu như vừa yêu thích thời trang ấy, mà lại cũng vẫn thích cái sản phẩm của mình. Nó phải có phần nào đó là hoài cổ, nhưng mà nó lại không bị quá lạc hậu với cái thời điểm này. Thì đó cũng coi xem là một trong những cái phong cách chính của cái đồng hồ nữ Casio với mã hiệu là LA670WGAD1DF như thế này. Nhưng mà sẽ có cái sự khác biệt ở trên cái mặt đồng hồ này nhá. Đó là Casio đã lựa chọn để đính hai viên kim cương thật ở trên cái mặt đồng hồ. Về khả năng hiển thị ở trên mặt số thì Casio đã bố trí mặt số điện tử ngay tại tâm của đồng hồ, kết hợp giữa hai tông màu tương phản nhau. Nó nhằm hỗ trợ cho các bạn nữ có thể dễ dàng xác định được thời gian hơn. Một cái lưu ý nhỏ khi sử dụng đồng hồ Casio LA670WGAD1DF đó là mặt kính trên đồng hồ sẽ là kính nhựa, nên là các bạn sẽ phải hạn chế để đồng hồ bị rơi rớt này hay là bị tác động từ bên ngoài nhá. Kính nhựa thì có thể là tuy nó không cứng được như kính cứng hay là không chống chảy được như sapphire, nhưng đổi lại chúng ta có thể kháng được một lực lớn hơn và chống va đập tốt hơn. Ngoài ra nếu xuất hiện các vết chảy thì bạn cũng có thể đến các cửa hàng để đánh bóng này, hay muốn thay kính thì giá thành nó cũng sẽ mềm hơn rất là nhiều. Chuyển qua phần dây đeo thì có vẻ như là Casio đã ưu ái khi mà trang bị cho thiết bị này có cấu tạo chất liệu đó là từ kim loại. Cái dây đồng hồ kim loại ở trên cái mẫu đồng hồ này thì nó sở hữu cái sắc vàng rất là đẹp mắt. Cái tông màu này nhá cũng đã phần nào đó làm nổi bật được cái mặt đồng hồ với sắc đen độc đáo như này. Song song đó là sắc vàng này góp phần làm cho sáng da tay của bạn nữ hơn. Dây đồng hồ kim loại ở trên Casio LA670WGAD1DF sở hữu sắc vàng rất là đẹp mắt. Tông màu này thì cũng đã phần nào đó làm nổi bật cái mặt đồng hồ với sắc đen độc đáo như này. Và song song với đó thì cái sắc vàng này cũng góp phần làm sáng ra tay của các bạn nữ hơn. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua cái phần ưu ái mà Casio dành cho đồng hồ này với những tính năng mở rộng ha. Đầu tiên sẽ là phần ô lịch đây, bạn chỉ cần bấm vào cái nút này nhá thì sẽ có thể dễ dàng xác định được là hôm nay là ngày thứ mấy, ngày bao nhiêu, như ở đây của mình nhá là ngày 30 tháng 11 là thứ hai đó, Monday. Thứ hai sẽ là đồng hồ bấm giờ, sau khi mình bấm hai lần ở nút bên trái này thì sẽ có hiển thị đồng hồ lên, mình bấm một lần nữa thì bắt đầu nó sẽ chạy dây này đó. Tạm dừng thì sẽ bấm ở đây, còn muốn dừng hẳn thì sẽ bấm ở đây đó, đã xong. Thứ ba sẽ là tính năng đồng hồ đếm ngược, khi bạn bấm vào nút phía trên bên phải nhá thì nó sẽ bắt đầu hiện dần từng cái vạch này đó, tương ứng với thời gian tối đa sẽ là 30 phút.
Và sau khi hết cái thời gian này thì đồng hồ sẽ phát ra chuông. Và cuối cùng cũng chính xác là cái thứ mà mình muốn nhấn mạnh ở đây, đó chính là báo hiệu bằng âm thanh. Đồng hồ sẽ có tích hợp thêm tín hiệu báo giờ hàng ngày cho đồng hồ. Sau khi đã xem tất cả những chi tiết mà mình vừa giới thiệu thì bạn nếu muốn mua, đừng quên là mình sẽ để link phía dưới video để tham khảo về giá bán cũng như là những chương trình bảo hành mà Hải Triều đang áp dụng nhé. Rồi, bây giờ các bạn nghĩ sao video này, đừng quên là comment phía dưới. Nếu cảm thấy video hay đừng quên là like, share. Và nếu như đây là lần đầu tiên thì đừng quên là subscribe channel nhé. Hẹn gặp lại trong những nội dung mới nữa ở trên kênh. Hẹn gặp lại.